OCD này là của Nhật xuất Mỹ, hãng mình có này, Tích Cam nha anh em, không gắn đĩa đâu nha, thử cho anh em coi. Đĩa ra mình bón đĩa tầm bậy tầm bạ thôi, test thôi, đại loại thôi nha. Nhân đĩa đâu kìa. Nét bài thôi nha. Số 2 này. Mình nét random nha. Số 7 này. Mình nét ngược lại nha. Mình phá quân ngược lại. Số 3. Ok nha. Hôm nay cái mã nó này nha. 1120. Đây, chiếu ngay cho anh em coi ngay sau này. Thằng Đức nha, Đức có tem đó nha này. Rồi, anh em là chơi thì Zalo số này nha.